Hôm nay Kha Vương giới thiệu đến anh chị em một sản phẩm nham thạch hay còn gọi là dung nham. Cái sản phẩm này nó lấp lánh như ánh kim vậy, bảy sắc cầu vồng nên tượng trưng trong phong thủy đó là tượng trưng cho sự thăng quan tiến chức, cầu công danh tài lộc và sự nghiệp. Cái sản phẩm này thì cao rơi vào khoảng chừng 22 cm và nặng hơn 1,3 kg tổng trọng lượng cả đế. Cái sản phẩm này tương đối là đẹp bởi vì tất cả xung quanh đều ánh kim, chiếm tỷ lệ trên 90%. Để mà một sản phẩm nham thạch hay còn gọi là dung nham núi lửa mà chiếm tỷ lệ ánh kim trên 90% là một điều rất là hiếm. Điều đó nếu anh chị em nào đã từng thấy về những dòng sản phẩm này thì đều sẽ rõ. Cái bì này đó là chẳng qua là lúc bọc lên đây nè, bọc cho nó khỏi bụi á, nên em tháo bọc ra nha. Cái còn cái bì này thì không có vấn đề quan trọng hết, thích thì em tháo ra luôn, nó gọn đó, nó rất là đẹp. Cái sản phẩm này em xin phép giao lưu với giá 580.000 đồng và bao ship cho anh chị em nào chuyển khoản đủ tiền. Còn anh chị em nào mà khách quen COD thì Kha Vương cộng cước. Lưu ý với tất cả những vị khách mới mua hàng của Kha Vương lần đầu tiên thì vui lòng đặt cọc 100.000. Số tiền còn lại cộng với cước, còn nếu chuyển khoản đủ tiền em vẫn bao ship. Tất nhiên là em sẽ không COD cho tất cả những vị khách mới rồi, tránh trường hợp là trả hàng về. Bởi vì bây giờ thời kỳ nó kinh tế nó khó khăn, cái trường hợp trả hàng về mấy ngày nay em cũng bị rất là nhiều. Đó là em xin phép nói thẳng là như vậy. Đặc biệt ở chỗ này, những cái ánh vàng này, ánh vàng này tương tự như vàng vậy. Đó, rất là đẹp nha. Kha Vương quay chi tiết là như vậy. Kha Vương 0814721262. Kha Vương cảm ơn.